Thưa quý vị, tiết trời Hà Nội cũng như là các tỉnh thành phía Bắc đã bắt đầu là vào thu, và thời tiết này thì chúng ta có thể thấy là thời tiết rất là ẩm ương và gây ra sức khỏe của con người cũng tương tự như vậy. Trong đó thì trẻ nhỏ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bên cạnh các dịch bệnh như là sốt xuất huyết, tay chân miệng thì các cơ sở y tế cũng ghi nhận số trẻ em mắc bệnh hô hấp gia tăng trong khoảng thời gian này. Điều đáng lo ngại là hiện nay vẫn có những gia đình mắc phải một số sai lầm dễ khiến cho trẻ mắc bệnh lý này càng trở nặng. Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị trong tiểu mục Làm cha mẹ ngày hôm nay. Và trước khi mà bàn luận về chủ đề này thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Chỉ tính riêng tại khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn, số lượng trẻ đang điều trị đã tăng đột biến, khoảng 150-200% so với 2 tháng trước. Đáng nói, nhiều bậc phụ huynh mắc những sai lầm trong chăm sóc và theo dõi trẻ dẫn tới khó khăn cho việc chẩn đoán điều trị. Sai lầm lớn nhất của các mẹ vẫn thường gặp phải đó là tự ý đi ra các cái hiệu thuốc và mua thuốc cho em bé trước khi đến khám để được sự tư vấn của các bác sĩ. Thì dẫn đến là một số các bệnh lý nó sẽ vô tình là bị kéo dài cái thời gian điều trị hơn. Khi con mắc bệnh, nhiều phụ huynh vì quá lo lắng nên không xử trí đúng cách, khiến bệnh nặng hơn. Theo ghi nhận tại khoa cấp cứu nội nhi Bệnh viện Thanh Nhàn, có tới hơn 60% số lượng trẻ tới khám cần nhập viện. Trong đó có một phần nguyên nhân do các bố mẹ chưa biết cách chăm sóc ban đầu cho trẻ. Rất nhiều phụ huynh nhầm tưởng là cứ sốt là cho đến bệnh viện ngay lúc đấy. Nhưng thực sự đối với các cháu sốt trên 38 độ 5, đầu tiên mình phải xử trí là sẽ cho con dùng thuốc hạ sốt trước, theo cân nặng của trẻ nhỏ, và mình sẽ phải chườm ấm, mặc quần áo thoáng mát cho cháu. Rồi khi đấy mình sẽ cho con đi khám. Bởi vì từ 38 độ 5 lên đến 39-40 độ đối với trẻ rất là nhanh. Khi mà không dùng thuốc hoặc là có một cái sơ cứu gì đối với trẻ nhỏ đã bế bé vào viện, thì lúc đấy trên đường các con có thể tăng nhiệt độ bất cứ lúc nào và trẻ dễ bị co giật. Các chuyên gia khuyến cáo cách tốt nhất để bảo vệ trẻ là phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh, đặc biệt là từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Các mẹ lên là để điều hòa nhiệt độ khoảng 28 độ. Đêm mà để lạnh quá thì các bé rất dễ bị nhiễm lạnh. Thì lại là một cái yếu tố thuận lợi nữa để cho em bé dễ mắc các cái bệnh về đường hô hấp. Theo các chuyên gia, hiện đang là thời gian trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp theo chu kỳ hàng năm. Tình trạng này còn có thể kéo dài đến tháng 10. Vì vậy các gia đình nên quan tâm, chăm sóc con nhiều hơn, đặc biệt là tránh những sai lầm không đáng có, khiến bệnh ở trẻ diễn tiến nặng hơn. Và thưa quý vị, theo như Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, hàng năm có tới hơn 10 triệu ca tử vong trên thế giới vì các bệnh viêm đường hô hấp cấp, trong đó có tới 4 triệu ca ở trẻ em. Bệnh hô hấp cũng thuộc top 5 trong những bệnh gây tử vong nhiều nhất ở trẻ. Và đáng chú ý đó là trẻ dưới 5 tuổi có thể bị viêm đường hô hấp cấp từ 4 cho tới 6 lần trong một năm, khiến cho các trẻ sẽ suy giảm sức khỏe, còi cọc, chậm phát triển. Bệnh hô hấp là một nỗi lo thường trực của hầu hết các bậc phụ huynh có con nhỏ. Theo các bác sĩ chuyên khoa nhi, trong thời tiết giao mùa, trẻ thường dễ mắc các bệnh hô hấp như cúm, viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm tai giữa, viêm phổi. Dự báo con số này sẽ còn tiếp tục tăng khi mà thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng lại thất thường, nhiệt độ cứ tăng rồi giảm đột ngột. Các bệnh về hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là bệnh viêm phế quản, thường gia tăng vào thời điểm giao mùa bởi thời tiết thay đổi thất thường chính là yếu tố thuận lợi cho các loại virus phát triển và gây bệnh. Thực tế thì trẻ em có hệ miễn dịch còn rất non nớt nên sẽ là đối tượng dễ bị tấn công nhất bởi các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp như là ô nhiễm môi trường hay khói bụi, bụi mịn, virus hay là vi khuẩn phát tán trong không khí. Theo như các chuyên gia y tế, có nhiều trường hợp đến bệnh viện muộn vì những sai lầm trong việc chăm sóc con tại gia đình như là tự mua thuốc điều trị hay là dùng những cái phương thuốc dân gian, truyền miệng, hoặc là hoàn toàn có thể là mượn những cái toa thuốc từ người khác. Nhưng mà chúng ta đặc biệt lưu ý là có thể thuốc sẽ hiệu quả với những người khác, nhưng với những cơ chế của cơ thể của chúng ta thì hoàn toàn có thể là không phù hợp. Và đặc biệt là với trẻ nhỏ khi chưa có những cái hệ miễn dịch thực sự là hoàn thiện. Bên cạnh đó, khi nhiều trẻ nhỏ nhập viện đã ở trong tình trạng khó thở do viêm phế quản cấp, tuy nhiên thì người thân trong gia đình lại tưởng là con chỉ bị cảm lạnh hay là ho do thời tiết thông thường nên là đã tự ý đi mua kháng sinh không đúng liều và điều trị cho con. Và khi nhập viện thì tình trạng của con cũng đã rất phức tạp, đã gây ra những cái biến chứng có thể dẫn tới viêm phổi và nặng hơn sẽ là suy hô hấp. Theo như các chuyên gia y tế, viêm đường hô hấp có thể làm suy giảm chức năng hô hấp nếu chăm sóc trẻ không đúng cách.
hoặc là mình không thăm khám đúng kịp thời, không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, hoặc là ngừng thuốc, mua thuốc theo đơn cũ đều có thể khiến cho bệnh tiến triển nặng và gây ra những biến chứng khó lường. Do vậy, việc dõi theo những triệu chứng ban đầu dù là nhỏ nhất sẽ giúp cho bố mẹ phát hiện sớm bệnh hô hấp ở trẻ. Nếu trường hợp vì không được điều trị kịp thời, bệnh tiến triển từ viêm đường hô hấp trên thành viêm đường hô hấp dưới với những triệu chứng như khó thở, thở nhanh, thở rít, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hay là viêm phổi. Ở trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện thì bệnh sẽ trở nặng với những cái biến chứng trầm trọng hơn. Đó chính là tình trạng bội nhiễm kéo theo những bệnh lý khác và có thể dẫn tới tử vong như viêm màng não, viêm cơ tim, viêm cầu thận hay là thấp khớp cấp. Thưa quý vị, theo như các chuyên gia thì dấu hiệu của viêm hô hấp dưới dạng khác nhau tùy thuộc vào các mức độ nhiễm trùng. Trường hợp mà nhiễm trùng nhẹ, các triệu chứng có thể giống với bệnh cảm lạnh thông thường như là chúng ta bị nghẹt mũi hay là chảy nước mũi, sốt nhẹ, ho khan, đau họng, đau đầu, chóng mặt. Trong các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp ở mức độ nặng thì người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng bao gồm ho dữ dội, ho có đờm, sốt cao, nhịp tim nhanh, thở khò khè, khó thở và cảm thấy nặng và đau ở ngực. Theo đó thì việc đưa ra những cái phác đồ điều trị sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ chuyên môn cũng như là khả năng tiên lượng bệnh và kinh nghiệm thực tế của từng bác sĩ. Vì vậy cho nên là các bậc phụ huynh phải chủ động phòng bệnh cho trẻ bằng những cái biện pháp như là chúng ta giữ ấm đường thở cho bé, vệ sinh thân thể và tạo môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ, bổ sung dinh dưỡng cho các bé, tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là những mũi tiêm nhắc lại. Ngoài ra thì các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia, bé cần được tiêm thêm các vaccine dịch vụ phòng bệnh hô hấp như là vaccine phòng cúm mỗi năm thì phải tiêm một lần, vaccine phòng bệnh bạch hầu, vaccine phế cầu phòng bệnh viêm phổi, viêm tay giữa do phế cầu khuẩn gây ra.